Thấy không? Khi từ đầu em không bao dung đúng rồi đó, thì từ đúng cũng thành sai à. Thì một thời gian sau cũng chia tay. À, một thời gian sau là em nói cái mốc thời gian là lúc mà em lên lớp 12 rồi, em lớn một tuổi rồi. Ừ, em lớn thêm tuổi nữa. Và bạn ra trường, bạn tốt nghiệp, bạn đi học cao đẳng rồi. Ừ. Vậy thì khi mà mình lên 12 rồi, và trong trường hợp này khi mình chia tay là mình không có cái đoạn là gặp nhau vào đầu năm học mới nữa, không có chạm mặt lại để phải nối lại tình xưa nữa, thì cái lần lên đến 12 này thì cái sự chia tay nó có thuận lợi không? Nó khoảng 2-3 tháng sau thì em vô tình em gặp một người bạn mới. Người bạn này là lớp 11. Hai đứa cũng về nhắn tin. Em chủ động nói là hôm nào đi uống nước. Chơi thôi, mình nói cái kiểu là một cái rất là tự nhiên, giống như em mời chị đi uống nước vậy á. Mình đang ở trong một cái trạng thái là một chàng trai vẫn còn chưa gượng dậy sau một cuộc tình, không có ý định chủ đích để yêu thêm một cái cô bé nào nữa. Dạ. Nhưng cô này thì nói chung cũng đang là một trận mưa rào, mát mẻ tâm hồn, kiểu vậy. Dạ, dạ. Chứ cũng không có quá nhiều tâm cơ với cổ. Dạ đúng rồi. Dễ thương thì có dễ thương thiệt rồi đó. Rồi cái em mới rủ hôm nào mình đi uống nước đi. Thì bây giờ em thành trap boy nè. Sau một thời gian quen trap girl thì em thành trap boy. Không, em không nghĩ em trap boy đâu. Nhưng mà bây giờ là đủ tiêu chuẩn rồi đó. Vậy là đủ tiêu chuẩn rồi đó. Em chỉ rủ đi uống nước thôi. Và uống nước là uống nước thôi. Thì đi hay không thì nói lên trả lời một tiếng. Hỏi ngược lại, đi với tư cách gì? Đúng rồi, quá xuất sắc cô bé ơi. Cô bé ơi, thích cô bé quá, trời ơi. Đúng đòn lên với em gái, chính danh lên. Đi với tư cách gì? Em có nghĩa là em không xác định, mà bây giờ tự nhiên hỏi là cái tự nhiên cái quả bóng đó nó thảy qua cho em để em quyết định. Thì tự nhiên cái nó mình em bị khó. Tỉnh liền luôn. Em nói ha, tư cách gì ta? Em quăng lại trái bóng. Em nghĩ tư cách gì? Trời ơi. Các bạn nữ thân mến, thêm một chất liệu cho chúng ta. Thông thường khi chúng ta nhận tin nhắn với cái câu hỏi đó, chúng ta hay nghĩ rằng họ dính kèo rồi. Có nghĩa là ý ảnh là muốn mình trở thành cái gì đó. Quả là không, chỉ đơn giản là lung túng, anh không biết trả lời thôi nha. Trời đất ơi, rồi sao rồi đi không? Cũ thảy cái bóng lại ngược lại em. Chừng nào trả lời được tư cách gì thì đi. Đi, đúng rồi. Em tưởng đó là bạn đã xong rồi, bạn đã không màng tới rồi. Thì bạn mới nhắn là anh nghĩ ra chưa? Vậy là người ta cũng có ý với mình. Người ta cũng phải bận tâm về mình rồi. Dạ. Thì lúc này thôi xác định. Không kỳ kèo nữa, không kỳ kèo nữa. Vậy thì bạn gái đi. Mình giống như mình được mở lời á, mình được người ta mở lời, mình dễ nói cái kỳ quật nó ra hơn. Thì sau hôm đó thì cũng có đi uống nước, đi ăn bánh lăng. Ăn bánh lăng, ăn trái cây. Cũng có chở nhau về. Cũng ok đó, cũng khá là good đó. Cuộc tình này em thấy là cũng không có vấp ngã gì nhiều. Cái một ngày nọ thì cái chị cũ nhắn quay tin về. Là đúng rồi, nhắn tin là nói em nhớ anh quá. Tự nhiên cái mình bị sôi sục luôn. Không có kiên định nha. Có nghĩa là thay vì cái lúc đó mình trái tim mình đã dành cho cái cô mới này rồi, thì mình sẽ bớt nghĩ về cô này. Nhưng mà thực sự là cô này nhắn tin cái mình bị rung động, mình bị sôi sục. Và cô này cô nói là đã chia tay cái người kia rồi. Lần này chia tay thật. Và hai đứa hẹn nhau đi uống nước, đi chơi. Em có thấy là hình ảnh của em đang lặp lại trong cái quá khứ của cổ? Em chính là quá khứ của cô ấy. Em của hiện tại đang ở trong đúng cái bối cảnh của bạn gái mình trước đây, khi cổ không biết làm gì với người yêu trước đó, khi cổ đang quen em. Thế thì khi mà mọi chuyện nó diễn biến tiếp thì nó sẽ diễn biến theo kiểu em là người nói ra khi em đủ can đảm, hay cái cô bạn gái mới của em thực ra cổ sẽ biết những gì đã diễn ra? Em nói anh xin lỗi em rất nhiều, em không có một cái điểm, không có một cái điểm trừ nào hết, tất cả lỗi lầm là do anh chấp nhận cái chuyện đó hết. Rồi mấy đứa gái nó ghét câu này lắm đó, em liệu hồn nói câu này có ngày là em bị tụi nó trừ khử. Ngoài câu đó ra thì chị có tư vấn cho em được câu nào không? Thực ra thì
em nhận lỗi á, nó vẫn không thỏa đáng đâu. Bởi vì vậy nè, về căn bản á là cái điều quan trọng không phải là cái chuyện em nhận lỗi hay không nhận lỗi, mà khi các bạn vẫn còn để tim mình lạc nhịp vì một cái mối quan hệ đã trôi qua, điều này được cái người con gái ở phía sau người ta ngầm hiểu rằng là thực ra các bạn không có yêu họ. Cái họ không chấp nhận không phải là vì tại thời điểm họ có lỗi hay là họ không có lỗi. Cái mà họ không chấp nhận ở đây là vốn dĩ họ đã không nhận được tình cảm thật sự. Họ bị lừa dối trước khi cô ấy quay về chứ không phải là ngay khi cô ấy quay về. Cô ấy quay về chỉ là một cái tình huống để người ta xác tín cái điều đó thôi. Đó là lý do mấy đứa bị trừ khử. Và câu này không được chấp nhận mặc dù nghe có vẻ rất chân thành. Rồi sao? Thì ngay ngày 14 tháng 2 là lúc đó là khi mà nói chia tay luôn rồi thì... Em quá ác khi em chọn cái thời điểm đó. Thì em cũng suy nghĩ là nếu... Nhưng mình... một điểm cộng cho em là ok. Tính ra cũng còn quân tử khi không cố lấp liếm dài lâu hơn, bởi vì thời gian nó không có quay ngược lại, cho nên thôi kết thúc sớm cũng là một điều tốt. Vậy thì khi mà mình chia tay mối tình thứ hai thì mình quay trở lại với mối tình đầu hay lúc đó sẽ là câu chuyện trắng tay tại thời điểm đó? Quay lại với mối tình đầu. Mỗi lần mà quay lại đó thì là mỗi lần em trưởng thành lên một bậc. Em chuẩn bị một cái tâm lý là sớm muộn gì cái bạn này cũng sẽ chia tay mình, cho nên mình phải tìm một cô gái khác để khi mà bạn này chia tay sẽ có một cái người khác thế vào chỗ đó ngay lập tức. Em gọi đó là trưởng thành. Em gọi đó là trở nên một cái con người khác. Đúng. Chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi những cái mối quan hệ mà chúng ta đã trải qua, có thể xấu hơn, có thể tốt hơn. Rất tiếc là với cái suy nghĩ của em ở lần quay lại này, nó lại làm cho em trở nên méo mó cái tôn nghiêm thực sự của em. Bởi vì thà là không quen, còn khi mà chúng ta bước vào một mối quan hệ, không cần biết đó là mối quan hệ mới hay là cũ, nhưng mà bạn lại vận hành một mối quan hệ với một cái tâm thế là kiểu gì cũng chia tay thôi. Và đó là lý do mà kiểu gì nó cũng chia tay thiệt. Tại vì chúng ta đã không ở trong cái tâm thế của cái sự bồi đắp, bao dung, chia sẻ, giải quyết vấn đề, mà chúng ta sẽ ở trong tâm thế là tôi chỉ cần đợi chuyện thôi, có chuyện thì dừng lại. Và mình sẵn sàng chuẩn bị cho một cái phương án để chữa lành tâm hồn của mình luôn. Thì đó là lý do mà mối quan hệ này chị tin là nó không bền chặt được. Lần thứ ba quay lại kéo dài được bao lâu để cái tâm thế đó nó thành hiện thực? Là tổng cộng là 5 năm. Em tốn 5 năm cho một cuộc tình. Nghe thì nó có vẻ cũng uổng đó. Nhưng thực sự thì trải nghiệm nào trong cuộc đời của chúng ta nó cũng có giá trị hết á. Không có khôn bề ngang cũng khôn bề dọc, không khôn kiểu này cũng khôn kiểu kia. Vậy thì với em, 5 năm đó, nếu như không nói về cái mất, chúng ta chỉ nói về cái được thôi. Em được cái gì? Em được trải nghiệm. Em có kinh nghiệm. Kinh nghiệm để làm gì? Để có thể chia sẻ, có thể tạo cái niềm tin và tạo cái nguồn cảm hứng cho những cái bạn trẻ lâm vào những cái hoàn cảnh đó. Tại vì trong cái thời điểm của em thì không ai ở bên cạnh em để nói những cái điều đó hết. Và em đã bị biến chất. Nếu như Hảo của 2022 này có thể quay về cái thời điểm đó thì Hảo sẽ nói với Hảo ở cái thời điểm đó là đừng có như vậy. Đừng có như vậy. Được thì quen, không được thì thôi. Đừng có biến chất. Tại vì từ đầu tới giờ bạn vẫn là nạn nhân thôi. Đúng. Tự nhiên bây giờ bạn biến chất. Từ đầu tới giờ thì như chị nhìn đi, thì chị đánh giá là em có đáng thương không? Nếu như chị nói em không đáng thương thì em nghĩ sao? Chị của chúng ta mới là cái người lựa chọn được cái hành vi của chúng ta, chứ người khác không chọn thay. Như vậy thì rõ ràng ở đây trước tiên cần phải được nhận đó là trách nhiệm của em. Và vì sao chị lại thẳng thừng từ chối cái việc thừa nhận em là người đáng thương? Bởi vì nếu như em vẫn còn nuôi một cái suy nghĩ và em liên tục đi hỏi chị hoặc là hỏi một ai đó sau này là em đáng thương lắm, thời điểm đó em rất đáng thương, điều này nó chỉ vô tình tự hại chính em thôi. Bởi vì em cho mình được quyền, em cho mình được quyền làm điều đó. Nếu như em vẫn còn suy nghĩ là tại tôi đáng thương thì em sẽ ngay lập tức thỏa hiệp và vuốt ve bản thân mình, mặc dù em biết điều đó nó không đúng, em tự thừa nhận mà. Nhưng tại sao em vẫn làm? Bởi vì em vẫn còn nuôi suy nghĩ là tại tôi đáng thương. Vậy thôi. Chị hỏi em là được cái gì, nhưng mà trong cái chia sẻ về cái sự được trưởng thành đó, nó lại ngầm thông báo về việc những gì em mất. Em mất chính mình, em mất cái sơ tâm của em mất cái niềm tin của em.
em mất cái động lực để trở thành một người tốt hơn vì những tổn thương tình cảm mà em đã nhận. Nó làm cho em phải trở thành một cái người tiên phát chế nhân, đánh phủ đầu đứa khác luôn, không đợi cho đứa khác nó phụ bạc mình. Vậy thì đến thời điểm này em đã trở thành một Tấn Hảo khác nữa chưa? Một cái Tấn Hảo mà ở đó em biết trân quý từng mối quan hệ mà không làm cho nó trở nên bị dễ vỡ, bị tổn thương bởi cái sự nhập nhằng của mình nữa. Em suy nghĩ là em bây giờ là một cái người biết suy nghĩ nhiều hơn. Khi mà bước vào một cái mối quan hệ nào rõ ràng thì em sẽ vun đắp trong mối quan hệ đó. Em có một cái suy nghĩ như thế này: chúng ta không có chắc được là chúng ta yêu nhau từ bây giờ cho tới mãi về sau đâu. Đúng. Chúng ta chỉ có thể sống đúng, sống đẹp nhất trong cái khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau thôi. Nhưng nó phải đi kèm với một cái tâm ý muốn xây đắp. Còn bạn xây được hay không, nó còn là câu chuyện của số mệnh, nó còn là câu chuyện của nhiều yếu tố tác động lắm. Dạ. Nhưng nó phải có tâm ý muốn xây đắp. Vậy thì nếu như có một bình luận, nó sẽ được gửi đến cho chương trình sau khi mà chương trình của chúng ta chia sẻ đến quý vị khán giả, người ta sẽ hoài nghi đúng cái thân phận biên kịch của em. Cái lời chia sẻ của em dành cho họ sẽ là gì? Cái chuyện kiểm chứng thì nó cũng dễ thôi. Những cái mối tình mà em từng trải qua, các bạn có thể gặp những cái người đó, mỗi người là tôi kể đúng y như những gì mà tôi kể ngày hôm nay. Nhưng mà tôi khẳng định là đó là cái miền ký ức và không thể nào quên được. Vậy thì quá nhiều nỗi đau, quá nhiều những cái sự không tròn trịa từ những cái trải nghiệm của tình đầu. Vậy thì cái thông điệp quan trọng nhất mà em nhận lời mời của biên tập chương trình, em chịu ngồi đây nói chuyện với chị, em chịu chia sẻ cái miền ký ức đó, thì cái điều mà em muốn nhắn gửi đến người xem là cái gì thông qua cái trải nghiệm của mình? Thực ra cảm nhận của mỗi người thì mỗi khác. Đôi khi những cái gì mà em kể ở đây nó sẽ đúng với bản thân của em, nhưng mà nó sẽ sai với nhiều người. Cho nên là em cũng không dám nhắn gửi gì nhiều. Em chỉ muốn nói là tuổi trẻ thì chúng ta cứ trải nghiệm, chúng ta cứ phiêu lưu đi. Rồi từ những cái đó thì mình mới có kinh nghiệm để mình xử lý những cái khác sau này. Và những cái mối tình ở sau này thì mình sẽ không đi theo những cái vết xe đổ đó nữa. Cảm ơn em. Dạ. Và bản thân của mình. Em tên là Phan Ba Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống làm việc tại Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Rồi thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể thì em, mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu thì bút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc làm, thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hả? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, cũng muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình.
là trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình em, hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. Sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề xe chở xe tới giờ. À là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Ừ. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì. Ừ. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Ừ, tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu. Dạ. Yeah. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá suy nghĩ. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Yeah. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cùng có qua mối quen người và không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình rồi nữa này. Ừ. Thì nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, thôi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm thì làm đi. Lần này đăng ký nhờ chương trình thôi chứ. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải hả dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mà cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mén vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó bị khá hơn. Còn mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài hình thể nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nhưng là ngoài về nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5m. Ừ. Mét rưỡi là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là
công việc thì cũng được. Mình giờ mình có công việc, tương lai mình sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về để không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì bằng sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung là ưu tiên miền Trung mà miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, như Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ. Rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó? Em về quải hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung. Nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, bất dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của Thi Ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. Ờ, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm cái